chọn đĩa của nó 5 đĩa. Ví dụ như bác mà ấn không quen, bác ấn cái này là nó không có đĩa trong. Cửa 2 là nó không có đĩa này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 3 nó ra. Bác ấn này là số 3 nó ra. Đấy, số 3 nó ra. Số 4 này. Thì chân này bác phải bác mua đĩa này nó chơi. Ở đâu bác này? Ở đây này thì chơi nó chơi. Cái cổng quang ấy nó không biết nó còn giải mã được không? Cái cổng quang nào? Nó đi ngoài từ đấy, cổng này nó ngày đâu anh xem cái ảnh này đi hai.